Ngày hôm nay, chương trình rất vinh dự khi được chào đón Hộp Ống Hoàng. Đó là anh Ba Ngọc Sơn. Này em yêu ơi, tấm thanh nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Anh yêu em. Con ơi, bao giờ đi thi đấu chưa con? Dạ con thi rồi, con đã được giải nhì Rubik đồng hồ rồi. Theo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Super 10 siêu tài năng hiếm mùa 2 lúc 20:30 thứ năm hàng tuần trên HTV7 và kênh YouTube Madison Media Group.